Có một video dài chỉ 15 giây được lưu truyền và phổ biến khắp các trang mạng xã hội. Đó là trận bán kết cúp nhà vua 2013, sân Santiago Bernabeu chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Barcelona, Real Madrid. Trong một tình huống chống phạt góc, Gerard Piqué bị đám đông đội nhà quăng trúng một chiếc bật lửa. Như một thói quen thích làm lớn mọi chuyện, Piqué bực tức nhặt chiếc bật lửa lên và báo với trọng tài chính rằng anh vừa bị tấn công. Trước khi anh tiếp cận được với trọng tài, đội trưởng của Piqué, một con người luôn đề cao tinh thần kỷ luật, Carles Puyol giật lại chiếc bật lửa ngay trong tay của Piqué và ném hẳn ra ngoài sân, tiếp tục đốc thúc lại các đồng đội tập trung vào pha bóng sắp diễn ra, tuyệt đối không được lơ là. Họ, Piqué, Puyol là một cặp đôi tương phản và clip 15 giây ấy đã lột tả gần như tính cách của mỗi người. Tuy vậy, đâu thể chỉ vì điều ấy mà họ không thể thành công khi chơi cạnh bên nhau. Đội trưởng Carles Puyol xuất thân từ một gia đình nông dân ở thị trấn nhỏ Pobla de Segur, phía bắc Catalonia, với những giá trị văn hóa đầy bản sắc và lịch sử lâu đời. Gerard Piqué lại thuộc dạng con ông cháu cha trong một gia đình gồm toàn những người trí thức được trọng vọng. Ông ngoại của Gerard Piqué là cựu phó chủ tịch Barcelona, cha anh là một bác sĩ có tiếng tại thành phố và chính cô vợ của Piqué, Shakira, là một trong những ca sĩ kim producer dòng nhạc Latin pop nổi bật nhất của thế kỷ 21. Sự đối lập từ xuất thân, tính cách cho đến trải nghiệm đều khiến tất thảy phải nghi ngờ về sự cộng tác của bộ đôi trung vệ này. Nhưng chính sự khác biệt đó là giúp họ bù trừ và bộc lót cho nhau quá tuyệt vời. Những gì bản thân mỗi người tỏ ra thiếu thốn bên ngoài sân cỏ đều được cống hiến ngược trở lại trong từng trận đấu. Họ yêu Barcelona, yêu Catalonia và yêu chiến thắng. Đó là mọi điều đã đem đến thành công suốt nhiều năm qua cho câu lạc bộ này. Cả hai dù ở hai thế hệ khác nhau, xuất phát điểm ở hai vị trí khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lò La Masia trứ danh. Puyol ban đầu là một thủ môn, tuy nhiên sau khi dính phải một chấn thương vai nghiêm trọng, anh chuyển sang đá tiền đạo. Còn Gerard Piqué lại khởi nghiệp ở hàng tiền vệ, để rồi cuối cùng họ tìm được nhau ở nơi thấp nhất trong sơ đồ, là chốt chặn đáng tin cậy trước mặt các thủ môn, đó là trung vệ. Gia nhập đội một chính thức vào năm 99, thậm chí nhậm chức đội trưởng của Barcelona vào năm 2004. Nhưng mãi đến năm 2008, Puyol vẫn chưa được sát cánh cùng người đàn em Gerard Piqué. Đó là bởi Sir Alex Ferguson đã mang Piqué từ học viện Barca về Old Trafford vào năm 2004, trước khi bán anh trở lại câu lạc bộ thuở thiếu thời ở tuổi 21. Năm mà Piqué trong màu áo Manchester United đã giành được chức vô địch ngoại hạng Anh, siêu cúp Anh và danh hiệu Champions League đầy cảm xúc 2008. Rồi cũng chính khoảng thời gian ấy đã chứng kiến bước khởi đầu cho sự bùng nổ của hai ngôi sao hàng thủ cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Bộ đôi Puyol Piqué trở thành điểm tựa vững chắc của binh đoàn chinh phục do Pep Guardiola dẫn dắt trong mùa giải 2008-2009. Vừa trở về Camp Nou, Gerard Piqué lập tức giành được cú ăn ba bao gồm La Liga, cúp nhà vua và Champions League khi đánh bại chín đội bóng cũ Manchester United ở trận chung kết tại Rome. Dù Piqué vốn là một kẻ lắm lời với bản tính chua ngoa, anh vẫn dễ dàng bị người cần và già Carles Puyol thuần hóa và truyền đạt kinh nghiệm. Trải qua những thời điểm khó khăn nhất dưới thời của Frank Rijkaard, với tình yêu luôn rực cháy, Puyol luôn thấu hiểu đồng đội và giữ họ không để mất tập trung trong trận đấu dù chỉ là một giây. Chính cơ sở đó, Piqué đã tập luyện và phát triển một cách chuyên nghiệp, trở thành hình mẫu và niềm tự hào của người dân Catalonia. Bản thân anh và người tiền bối luôn tỏ ra vững vàng ở hàng thủ. Gerard Piqué cũng tạo được bước đột phá trong sự nghiệp quốc tế khi là nhân tố xuất sắc bước vào kỷ nguyên mới cùng với Vicente Del Bosque trong màu áo của La Roja. Gia nhập Barcelona với vai trò backup cho Gabriel Milito và Rafael Marquez, nhưng phải dành những lời khen cho trung vệ chỉ mới 22 tuổi khi đó, khi Piqué đã chứng tỏ và khẳng định được bản thân trong môi trường cạnh tranh và phân cấp khốc liệt như Barcelona. Từng nghĩ mùa giải 2008-2009 vĩ đại là dấu hiệu cho sự suy yếu về sâu do tâm lý no nê lấn át, nhưng hãy thừa nhận mùa giải 2009-2010 là mùa giải của bộ đôi Piqué Puyol cho thấy họ thấu hiểu nhau nhất. Họ cùng nhau tạo nên một bộ đôi đá cặp hay nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, phá vỡ những tâm lý bất ổn từ đầu mùa để rồi cùng nhau cải thiện bản thân. Sẽ là một điều gì đó đặc biệt sắp xảy đến bởi kinh nghiệm dày dạn và sức trẻ nhiệt huyết hứa hẹn sẽ khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Mùa giải 2009-2010 của Barca đã không thành công như mùa giải 2008-2009 trước đó. Dù giữ lại danh hiệu vô địch La Liga với điểm số kỷ lục,
nhưng Barcelona vẫn bị Inter của Mourinho loại khỏi Champions League tại bán kết. Chưa kể đến nỗi thất vọng khi thua Sevilla ở vòng 16 đội cúp nhà vua, nhưng trọng điểm của đội Puyol Piqué đã đến vào mùa hè 2020 trên đất Nam Phi. Họ tham dự World Cup với tư cách là những nhà vô địch Euro. Trong sơ đồ 4-3-3 trứ danh năm đó, tuyến hàng thủ 5 người của Tây Ban Nha, bao gồm thủ quân Iker Casillas, Sergio Ramos vẫn còn ở cánh phải, Juan Capdevila ở phía đối diện và cặp đôi của Barcelona tất nhiên ở trung tâm hàng thủ. Vị trí chính thức của Gerard Piqué thực sự khiến nhiều người khâm phục nhưng cũng không ít hoài nghi, bởi chỉ 2 năm trước đó, anh rất ít khi được siêu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson tin dùng, giờ lại là một trong những đệ tử thân tín nhất của Pep Guardiola và Del Bosque. Đó là những bằng chứng rõ ràng nhất để thấu được những ảnh hưởng quan trọng của Puyol lên sự nghiệp của Piqué. Sau trận thua mở màn gặp Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đánh bại mọi đối thủ sừng sỏ và bước lên đỉnh thế giới, vượt qua Chile và Honduras để xếp đầu bảng đấu. Họ gặp Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Trận derby bán đảo Iberia kết thúc với thắng lợi dành cho La Roja với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của David Villa. Và cũng chính chàng tiền đạo của Valencia đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng tối thiểu trước Paraguay ở tứ kết. Nhưng đối với cá nhân bộ đội trung vệ của Barca, những dấu ấn rõ nét nhất đến trong trận gặp Đức. Trong một cuộc đụng độ gây cấn giữa hai nền bóng đá phát triển nhất thế giới, tỷ số không đều vẫn hiện trên bảng điện tử đến hơn nửa thời gian hiệp 2, cho đến khi Tây Ban Nha được hưởng một quả phạt góc. Một cú tạt của Xavi Hernandez hướng đến đúng cái đầu của Gerard Piqué đã bật nhảy, sẵn sàng đánh đầu vào lưới. Nhưng từ phía sau, Carles Puyol đã lao tới. Với tất cả sự dũng mãnh và quyết liệt như một con mạnh thú, anh đánh đầu, xa lưới xa tăng, trong ánh mắt đầy bất lực của Manuel Neuer. Trong một giải đấu mà đội vô địch ghi được quá ít bàn thắng, thì cú đánh đầu thành bại của ngôi sao hàng thủ Puyol lại mang tính biểu tượng, giống y như bàn thắng ấn tượng của chính Puyol trong chiến thắng 6-2 của Barcelona trên sân Bernabeu vào tháng 5 năm 2009. Bàn thắng ở Nam Phi của Puyol đã đưa La Roja vào chơi trận đấu cuối cùng, và phần còn lại chính là lịch sử. Andres Iniesta ghi bàn thắng quý như vàng ở Johannesburg để cùng Tây Ban Nha bước lên ngôi vị thế giới lần đầu tiên. David Villa kết thúc giải đấu với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn hàng đầu của Tây Ban Nha, nhưng bộ đôi Puyol Piqué còn xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời ca tụng. Tây Ban Nha chưa bao giờ được đánh giá cao ở những vòng đấu knockout, nhưng với nòng cốt là nhân lực của hai đội bóng xuất sắc nhất xứ sở đấu bò, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha đã thuyết phục chiến thắng với điểm tựa nơi hàng thủ. Một kinh nghiệm, một nhiệt huyết, hai con người họ như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đầy những vị tinh tú khác. Trở về Camp Nou từ Nam Phi, tất thảy người hâm mộ đều hy vọng những thành viên của Barca trong đội hình của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đem đến thành công cho câu lạc bộ. Và thực vậy, Pep Guardiola với đỉnh cao triết lý Tiki-Taka trong sự nghiệp cầm quân đã khiến El Blaugrana đáng sợ hơn bao giờ hết. Bằng chứng là chiếc vô địch UEFA Champions League đầy ấn tượng vào năm 2011. Tuy vậy, với một hàng tiền vệ gồm những Xavi, Iniesta, Sergio Busquets chơi quá nổi bật, thì những đóng góp nơi hàng thủ dường như bị lu mờ. Chưa kể, Puyol ở mùa giải 2010-2011 dính quá nhiều chấn thương, và người ta lại thấy Piqué đã cặp tốt như thế nào với người đồng đội mới, Javier Mascherano. Puyol chỉ ra sân 25 trận trong mùa giải 2010-2011, nhưng cứ hệ mỗi lần ra sân là anh lại cùng Barca có được chiến thắng. Vị đội trưởng đã giành được một mạch 18 chiến thắng liên tiếp giữa mùa giải, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Ferran Puskas. Bộ đội Puyol Piqué cũng phải thích nghi với những chiến thuật khác nhau. Bởi Eric Abidal đang điều trị ung thư, nên Puyol thường xuyên trám vào vị trí cánh trái của cầu thủ người Pháp. Tuy vậy, hiệu quả từ những sự thay đổi là không thể bàn cãi. Bỏ qua trận thua trước đại kình địch Real Madrid ở trận chung kết cúp nhà vua, bù lại, Barca đã hủy diệt đội bóng áo trắng ở bán kết Champions League đầy thuyết phục. El Blaugrana cũng đoạt luôn La Liga với 30 trên 38 chiến thắng. Barcelona lên ngôi La Liga lần thứ 3 liên tiếp, càng ấn tượng hơn khi họ giữ kỷ lục nhận số bàn thua. Từ mùa giải 2008-2009 đến hết mùa 2010-2011, họ chỉ để lọt lưới 80 bàn sau 114 trận đấu và ghi được hơn 218 bàn thắng. Nó cho thấy khả năng tấn công và phòng ngự trong chiến thuật của Pep Guardiola là sự hài hòa đến nhường nào. Đội bóng tiệm cận với thành tích của Barcelona là Real Madrid với 120 bàn thua, ghi được 167 bàn. Mặc dù những con số trên đánh giá chưa đầy đủ những gì trên sân, nhưng nó chắc chắn bộc lộ sự vững chắc và nhất quán của bộ đội Puyol Piqué. Những vinh danh ở câu lạc bộ một lần nữa diễn ra tại Wembley. Sau 19 năm, Barca đã trở lại và mang về phòng truyền thống thêm một chiếc cúp tay vòi, thứ hai trong 3 mùa giải. Cùng với ma thuật của Lionel Messi trên hàng công, uy lực của Barcelona đã khiến cả châu Âu phải khiếp sợ. Đến ngay cả huấn luyện viên Sir Alex Ferguson cũng phải rung lên cầm cập khi chứng kiến đội bóng Catalonia vùi dập đội nhà. Từ năm 2008 đến 2011 cũng là khoảng thời gian thấy rõ Piqué phát triển nhất kỹ năng và tâm lý chơi bóng. Đương nhiên, bộ sưu tập danh hiệu cũng tăng lên.
Trong khi đội trưởng Carles Puyol dần xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại của tuổi tác và dính chấn thương ngày càng nhiều, thì những tín hiệu tích cực từ Piqué là vô cùng quan trọng. Piqué luôn dành những lời khen có cánh dành cho đội trưởng của mình. Trả lời phỏng vấn chỉ vài tuần sau khi Puyol trở lại đá cặp cùng mình, Piqué đã tâng bốc: "Tôi không thể tưởng tượng được Barca một ngày không có Puyol sẽ ra sao. Còn nhớ một trận đấu mà anh ấy trở lại sát cánh cùng với tôi đã hào hứng cùng với anh ấy. Puyia, anh trở lại rồi, thật tốt quá." Ngay lập tức, anh ấy bảo tôi im ngay và đốc thúc tôi tập trung vào trận đấu. Puyi không bao giờ ngừng chiến đấu. Một lần khác, trận đấu phải tạm dừng vì một cầu thủ đội bạn cần phải ra sân bằng cán. Tôi cũng bị anh ấy mắng rằng nên tập trung hơn. Tôi đã cãi lại: "Gì vậy đại ca, tỷ số đó là 4-0 rồi mà, chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ đó." Anh ấy liền đáp lại: "Thì đã sao, anh biết chú đang nghĩ gì đó, tập trung chỉ đến hết giờ đi nào." Tôi thấy điều muốn lăn bò ra sân mà cười đấy, bạn biết không. Nhưng thật sự, Puyi luôn giữ đôi chân của tôi trên mặt đất. Mùa giải cuối cùng 2011-2012 của Pep Guardiola ở Camp Nou không mang lại nhiều trái ngọt như những mùa giải trước đó. Real Madrid vô địch La Liga kể từ lần cuối cùng năm 2008. Barcelona đã thua Chelsea ở bán kết Champions League và cúp nhà vua là danh hiệu duy nhất mà đội bóng Catalonia có được. Tuy nhiên, những dấu hiệu khả quan nơi hàng thủ đã trở lại khi Puyol tái xuất với thể trạng và tinh thần tốt nhất. Mùa giải đó cũng là những năm tháng cuối cùng Puyol, Piqué sát cánh với phong độ ổn định nhất. Piqué từ đó dần trở thành trụ cột tại đội 1, tiếp tục trở thành nhân vật quan trọng trên cả sân cỏ lẫn ngoài xã hội của xứ Catalonia, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cũng như những phát ngôn về quan điểm chính trị của mình. Từ năm 2012 đến hết mùa giải 2013-2014, những năm cuối cùng của Puyol trong màu áo em Blaugrana, anh chỉ ra sân 25 lần ở mọi mặt trận. Thậm chí Puyol cũng bỏ lỡ kỳ Euro 2012 mà Tây Ban Nha lại lên ngôi, để rồi anh tuyên bố giải nghệ để tập trung điều trị chấn thương dai dẳng. Đội trưởng của Barca tỏ ra có thể bị thay thế trong những năm tháng cuối cùng, khi Barcelona có những phương án phù hợp để bù đắp những ảnh hưởng chuyên môn của Puyol. Marc Bartra và Javier Mascherano từng mang đến nhiều kỳ vọng lẫn sự an tâm, nhưng rồi họ cũng ra đi. Bartra giờ không đáp ứng được tiêu chuẩn ở lại đội 1, trong khi ông chủ nhỏ số 14 lại trở nên chậm chạp. Cho đến khi Samuel Umtiti trở lại với màn trình diễn xuất sắc, các cầu thủ viên của El Blaugrana mới có thể tin tưởng vào tương lai. Vai trò của Piqué dành cho Samuel Umtiti hiện tại cũng sẽ như Puyol dành cho chính anh ngày trước, tạo cảm hứng cho người đá cặp và đốc thúc các đồng đội với tư cách là đội trưởng thứ ba. Và nếu Piqué thành công với vai trò mới này như cái cách mà đàn anh Puyol khi trước đã từng, thì chắc hẳn Umtiti cũng có một sự thành công lâu bền trong màu áo Barcelona. Khoảng thời gian từ 2008 đến 2011 chính là đỉnh cao của bộ đội Carles Puyol, Gerard Piqué, từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Họ là bức tường thép không thể xuyên phá, là khung xương cho thành công chưa từng có của cả Barcelona và Tây Ban Nha. Với một Carles Puyol bản lĩnh, can trường kết hợp với một Gerard Piqué trẻ tuổi, sung sức, họ tạo nên màu sắc rất riêng, một khí chất Catalonia bất diệt mà tất thảy người hâm mộ. Những ai đã lỡ theo dõi và yêu mến hai con người này sẽ mãi lưu giữ trong tâm khảm của mình những ký ức rất tuyệt vời.